Con mời cô dùng nước. Cảm ơn cô. Vậy là cô sẽ làm cho nhà con hết nguyên một ngày đúng không cô? Dạ. Vậy thì tốt quá. Ở nhà con chỉ có hai vợ chồng thôi, với lại con gái của con. Mà bé học lớp 11 rồi, cũng đi học suốt à. Bé thì có tài xế đưa đón. Còn công việc của cô á, thì sáng cô tới đây sớm giùm con nha. Cô tới rồi cô nấu ăn nè, sau đó là cô dọn dẹp nhà cửa, rồi tới chiều á, xong việc thì cô có việc về. Dạ. Dạ, con chào bà. Chào con. Ly, cô Hiền, giúp việc mới của nhà mình. Dạ, con chào bà. Bé Ly, con gái của con. Ừ, bé xinh mà ngoan lắm. Dạ, tại vì con rèn luyện bé phải lễ phép từ nhỏ, cho nên bé ngoan lắm ạ. Ừ, bé dễ thương. Dạ, con chào bà. Con chào bà. Ừ. Chào tụi con. Con là bạn của Ly á hả? Dạ. Thôi, hai đứa cứ ngồi chơi đi. Bà vô bà lấy nước ra cho hai đứa uống nha. Dạ. Ê bà, ai vậy bà? Bà ngoại của bà hả? À, đó là bà Hiền, giúp việc nhà tôi á. Trời ơi, tưởng ai giúp việc mà cũng mày đặt chào hỏi nữa. Hai đứa uống nước cam đi con. Dạ, cảm ơn bà. À, bà ơi, con không uống nước cam đâu, con muốn uống miêu sách á bà. Miêu sách? Miêu sách là cái món gì? Bà không biết. Trời ơi, miêu sách mà bà cũng không biết nữa hả? Vậy rốt cuộc là bà có biết nấu ăn không vợ? À, bà Hiền nhà tôi á, nó ăn ngon lắm. Món bún bò là số 1 luôn á. Bún bò có cái gì để khoe đâu. Giúp việc nhà tôi á, nấu bistec còn ngon hơn cả nhà hàng nữa. Rồi à, món Nhật, món Ý, món Pháp, cái gì cũng biết làm luôn. À, hay là vậy nè, hai đứa muốn ăn cái món gì thì nói đi rồi cái bà học, rồi mới mốt bà nấu cho hai đứa ăn nha. À, dạ thôi, bây giờ bà đi gọt trái cây nha. Dạ. Giúp việc nhà Lê Thu sai nhà tôi luôn á. Ba mẹ tôi mới tuyển giúp việc phải cùng đẳng cấp với nhà mình. À, mà bộ ba mẹ bà trả lương rẻ lắm hay sao mà phải thuê người nhà quê như bả vậy? Ừ, nhà tôi á đâu có thiếu tiền đâu. Tại bà Hiền mới vô giúp việc cho nên chưa có quen á. Ờ, mà thôi dẹp đi. Nhìn cái tướng bả phèn lên tới cổ luôn rồi, sao mà sang lên được. Bả mà làm ở nhà tôi á là tôi bị đuổi việc lâu rồi. Ồn ào quá à. Bộ bà không thấy tụi con đang học hả? Dạ dạ, tôi xin lỗi, để tôi nhẹ tay lần chút ạ. Bà ơi, bà làm ở đây cả tháng rồi, thay đổi cái ăn mặc giùm con cái đi, nhìn quê mùa quá à. Cái áo này bà mới may nè, coi nó vậy á chứ nó còn mới lắm á con. Còn mới gì, thay đổi cách ăn mặc em con đi. Bà ơi. Bà, gì á con? Nhà có gì ăn không bà? Học nãy giờ mệt quá à. Có, để bà lấy nha. Dạ, mời hai cô. Trời ơi, thì ra là bà toàn ăn ba cái thứ này thôi hả? Nhìn quê mùa quá à. Thôi, hay bà làm bánh tiramisu đi, hay là bánh hoa cúc cũng được. Chứ mấy thứ này á, con không ăn đâu. Tiramisu là cái gì? À, là bánh bông lan phải không con? Bông lan mà làm được. Thôi thôi thôi, bà đi xuống bếp đi. Chừng nào mà con kêu á, bà mới lên phòng khách nha. Đừng làm con mất mặt thêm nữa. Dạ. Thiệt ra nhà tôi mẹ tôi á thấy bà khổ cho nên mới giữ lại, chứ không nhà tôi dư sức tìm được nhiều người tốt hơn bà nữa.
Ly ơi. Dạ. Ly, sao hôm nay con nói chuyện với cô Hiền kỳ quá vậy? Bộ bà Hiền mét mẹ hả? Mẹ dạy con cách cư xử với người lớn như thế nào, mà bây giờ thái độ của con như vậy là sao? Con có làm gì sai đâu, tất cả là do bà Hiền á. Bà nói ra món gì con không biết nấu, làm con mất mặt trước mặt bạn bè của con. Đã xấu xí còn quế mồ nữa. Con nói vậy là hổn nghe chưa? Mẹ yêu cầu con phải chấn chỉnh lại toàn bộ thái độ và cách cư xử của con với người lớn, nghe chưa? Nhiệm vụ của người giúp việc á là phục vụ cả nhà mình. Bộ con không hài lòng là không được có ý kiến hả mẹ? Con nó nói đúng đó em. Tuy là nó nhỏ tuổi nhưng mà nó vẫn là thành viên trong gia đình, nó có quyền góp ý chứ. Sau này á, con không vừa ý bà Hiền ở điểm nào á, con cứ góp ý với bà Hiền. Bà Hiền phải thay đổi theo ý của con. Không ưng chỗ nào hết đó ba. Ba, đỡ người giúp việc ba. Cái chuyện giúp việc á là mẹ con quyết định, ba đâu có quyết định được đâu. Con phải hỏi ý kiến mẹ con đồng ý mới được. Ba mẹ lúc nào á chung một phe hết trơn á. Con nói chuyện với ba mẹ vậy hả? Ly, Ly. Thôi mà em, con nó đang trong tuổi nổi loạn, mình phải từ từ mềm mỏng dạy bảo đó chứ. Nổi loạn là mình có quyền là mình cưng chiều vậy hả anh? Anh chiều riết đó, rồi có thái độ đó, có được không? Thôi từ từ đi em. Anh dạy lại con đi. Em là em không chấp nhận được rồi đó. Quá sức là bực mình. Nhà quê chỉ biết đâm chọc là giỏi. Dạ. Dạ với mày dạ. Ly, con nói gì vậy? Con ăn nói cô Hiền vậy hả? Con xin lỗi cô. Tại con không biết dạy con, cho nên bé Ly hơi... Không sao đâu cô. Ly, mẹ dạy con như thế nào? Con phải biết kính trên nhường dưới, con phải biết lễ phép với người lớn chứ. Tại sao con nói chuyện với cô Hiền như vậy? Rồi con coi nè, nhà cửa con bày bộn như vậy nè, con coi được không? Hả? Nè, mẹ nói con biết nha, sắp tới á là con có lễ hội ở trường đúng không? Mẹ sẽ cấm túc con đến khi nào con nhận ra cái lỗi sai của mình thì thôi. Mẹ mày tại bả mà. Bả gì? Bả gì ở đây? Nếu con á mà không muốn có người giúp việc trong cái nhà này thì ngày hôm nay mẹ sẽ cho cô Hiền nghỉ việc. Tất cả mọi việc của cô Hiền trong nhà này con phải làm hết cho mẹ. Ủa mẹ, đó là việc của bả mà. Việc của cô Hiền, nhưng mà tại vì con quá hỗn, nhất là cái đây nè, cái đống hỗn độn này nè, con phải dọn dẹp hết cho mẹ, nghe chưa? Con ghét mẹ. Ly, con có ghét mẹ thì con cũng phải dọn dẹp hết đống hỗn độn này cho mẹ, nghe chưa? Cô để cho con. Hôm nay á, cô về cô nghỉ đi, nha. Được mà con, cô làm được mà. Dạ thôi, coi như á là ngày hôm nay con tặng cô một ngày phép. Cô cứ về nghỉ ngơi đi, để con nói chuyện với bé Ly. Bé Ly nó còn bé quá à. Có gì á là dạy nó từ từ nha con. Con đừng la nó quá nha. Dạ, con biết rồi. Tại con không biết dạy con. Thôi cô về nghỉ ngơi nha. Dạ. Ly, Ly, con đi xuống đây cho mẹ. Xuống đây dọn, nhanh lên. Ly, Ly ơi,
ra ăn cơm đi con. Ba mẹ mà ăn với bà Hiền đi, con không ăn đâu. Con ơi, ra đây với bà đi. Anh để cho nó nhịn một bữa đi, cũng đâu có chết đâu. Sao em hà khắc với con như vậy? Con Ly á, nó khó chịu với cô Hiền á, chắc chắn là có lý do. Con mình á, nó có ngoan hay không á, bản thân anh với em đều biết hết. Mà anh thấy em cũng kỳ nữa. Con mình á, em không tin, mà em đi tin người dân. Thì tại vì anh chưa bao giờ thấy nó bắt nạt cô Hiền, cho nên anh mới nói như vậy thôi. Cô Hiền á, cũng chỉ là người giúp việc thôi. Nếu con mình không ưng á, thì đổi người khác có sao đâu. Thời buổi bây giờ ai cũng tỏ vẻ đáng thương hết á. Em đừng có nhẹ dạ vậy, coi chừng bị mắc lừa đó. Ly ơi, ra ăn cơm đi con. Ly ơi Ly. Đâu rồi trời, điện thoại tôi đâu rồi, kiếm hoài không ra. Anh ơi, anh. Trời ơi, chuyện gì mà em kêu anh giật ngược vậy? Anh gọi coi điện thoại em nằm đâu rồi. Em kiếm được nãy giờ không thấy. Điện thoại em hết pin rồi sao vậy? Anh gọi đâu có được đâu. Đâu có. Em mới sạc hồi tối hôm qua mà. Sao hết pin được? Không thể nào. Hay em coi điện thoại em để rớt ở đâu rồi đó chắc. Rớt hả? Không thể nào rớt được. Em chắc chắn là hồi tối qua em có sạc pin á. Em để trên phòng á. Vậy chứ giờ điện thoại đâu? Kỳ ta. Anh, hay là nhà mình có trộm? Em nghĩ sao vậy? Có ăn trộm nó vô dọn đồ hết nhà mình rồi, nó dại sao nó lấy con mình điện thoại của em. Ờ ha, cũng đúng ha. Thôi để anh lên phòng anh kiếm kỹ lần nữa coi sao. Không có đâu cậu ơi, trên lầu tôi đã tìm hết trơn rồi, không thấy đâu hết á. Trời ơi, rồi rốt cuộc vậy điện thoại em ở đâu? Rối lên hết nè. Dưới bếp em đã tìm chưa? Dưới bếp tôi cũng tìm hết rồi cậu ơi, tôi tìm kỹ lắm luôn mà cũng không có. Thôi mọi người đừng có tìm nữa, con biết điện thoại của mẹ ở đâu rồi. Ở đâu? Chỉ lẹ cho mẹ đi, mẹ tới giờ đi làm rồi nè. Con lấy điện thoại của con nè, định vị điện thoại của mẹ thì thấy điện thoại của mẹ nằm đâu ở trong nhà này nè. Ở đâu thì chỉ lẹ đi. Trong nhà này á chỉ có một nơi mà mình chưa tìm thôi. Ở đâu? Nếu mà con biết thì con chỉ lẹ cho mẹ đi, mẹ con đi làm nó trễ giờ rồi. Trong túi bà này nè. Hả? Con ăn nói gì kỳ vậy? Ly, mẹ mất điện thoại á chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng nếu mà con vu khống cho người khác á, đó mới là chuyện lớn đó. Con nói mà mẹ không tin thì thôi. Con tin dạ, tưởng cô đi. Con tin cô mà, con không có kiểm đâu. Cô có gì kiểm tra giùm cô. Dạ không, con không có kiểm mà, con tin tưởng cô lắm. Thôi mẹ ơi, người ta kêu kiểm thì mình kiểm đi mẹ. Ly. Nè. Nè, chưa nói mẹ nè, này là gì đây? Nè. Cô Hiền, chuyện như vậy là sao hả? Chứ thầy, tôi không có lấy cậu ơi. Tàn chứng rành rành, cô còn chối cãi hả? Chẳng lẽ điện thoại vợ con có cánh bay vô túi này chắc? Đúng rồi ba. Tôi không biết sao mà nó nằm ở trong túi tôi, mà tôi thề với cậu. Thôi bây giờ cô không có thề thốt gì đây hết. Cô lên công an mà khai báo. Con rất ghét những người mà ăn cắp mặt lắm. Cậu ơi cậu, xin cậu, tôi đừng có đưa tôi lên công an, tôi sợ lắm. Tôi chỉ đi làm kiếm tiền thôi à. Tôi thề luôn, tôi thề là tôi không bao giờ tôi dám lấy đồ của cô đâu. Dạ cô ơi, cô bình tĩnh đi cô. Cô bình tĩnh, để con giải quyết cho. Cô bình tĩnh. Ly. Này là sao? Cái gì vậy? Cái gì vậy em? Hả? Chuyện gì vậy? Xem la con. Anh coi đi. Em đã nhờ người lắp camera ở trong nhà, nhưng mà chưa có kịp nói cho mọi người biết thì cớ sự đó ra như ngày hôm nay rồi. Con nói cho mẹ biết đi, tại sao con lấy điện thoại của mẹ, con giấu trong túi của cô Hiền? Con làm vậy mục đích gì? Tại sao con làm vậy? Hả Ly? Cô Hiền ơi,
Con xin lỗi cô nha, con cũng hồ đồ quá, con không tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện gì hết, con trách lầm cô rồi. Ly, tại sao con đối xử với người lớn như vậy hả? Con ghét ba Hiền, tất cả là tại ba mẹ Thiên Dị bả. Thiên Dị hả? Là mẹ cưng chiều con quá rồi nên con hư nè, cho nên là con không còn biết lễ bác với mọi người là gì nữa đúng không? Từ xưa tới giờ mẹ chưa bao giờ mẹ đánh con đúng không? Hôm nay mẹ đánh con một trận để cho con biết con không được hồn người lớn nữa, con không được hư nữa, nghe chưa? Nghe chưa? Con hư quá chưa rồi. Em con ghét ba mẹ. Đừng lại, Ly. Sẵn đây á, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô cậu. Là tôi cảm ơn cô cậu rất là nhiều, thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Nhưng mà hôm nay á, là tôi có việc đột xuất ở quê nên tôi xin nghỉ luôn. Cô Hiền ơi. Cô ơi, cô đừng có nghỉ nha. Cô hỏi lại tụi con đi. Hay là tại vì bé Ly đúng không cô? Tại bé Ly hổn với cô cho nên cô giận cô bỏ tụi con đi đúng không? Con là mẹ mà con không dạy con được, con xin lỗi cô. Con hứa là con sẽ dạy lại bé Ly đàng hoàng mà. Không có đâu con, cô không có giận bé Ly đâu. Đây nè, cái con búp bê này nè là của cháu nội cô, nó tự tay nó làm đấy. Nghe cô nói về bé Ly á nên nó gửi cho bé Ly để cảm ơn á. Cô chào tạm biệt hai con, cô đi. Cô Hiền ơi, con xin gửi cho cô thêm 1 tháng lương nữa, con cảm ơn cô rất là nhiều. Không, cô không có lấy gì hết á. Thời gian qua là cô cậu đã giúp đỡ tôi rất là nhiều rồi. Con có biết là cháu của cô Hiền đang chạy thận không Ly? Con có biết là mỗi một lần chạy thận là nó đau đớn đến cỡ nào không Ly? Cô Hiền nè, cô lớn tuổi như vậy, cô phải đi làm giúp việc, con biết vì sao không? Tại vì cô Hiền muốn có tiền để chạy thận cho cháu của cô Hiền đó Ly à. Và đó là lý do tại sao mà cô Hiền đi làm giúp việc không được chuyên nghiệp giống như là những người giúp việc bên nhà bạn của con. Cô hiểu chưa Ly? Cô ơi, hôm nay là cháu nội tôi nó cũng đỡ rất là nhiều rồi nên... Cô ơi, cháu nội của cô đỡ rồi, cô ở lại với tụi con đi. Dạ. Thời gian qua vì ba mẹ nó đó là làm không có đủ ăn nên đó, là tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền ăn chữa bệnh cho cháu á. Thôi, cô cậu ở lại mạnh giỏi, tôi về. Cô không? Bà đừng đi mà. Bà ở lại với con nha bà. Bà đừng đi mà bà. Bà cứ tưởng là con không thích bà ở đây nữa chứ. Không có đâu mà ơi, con xin lỗi bà tha lỗi cho con nha bà. Bà không có trách gì con đâu, bà tha lỗi cho con hết mà. Thì bà ở lại đây với con nha bà. Dù á, nay ai có nói gì đi nữa cô cũng không làm như vậy với bà đâu mà. Bà lại đây với con nha bà. Tuy là bà Hiền á đã tha lỗi cho con rồi, nhưng mà ba vẫn phạt con 3 tháng hè này không được đi đâu chơi hết. Đúng, ba mẹ sẽ phạt con. Để con nhớ nha, phải lễ phép với người lớn. Dạ, miễn sao bà Hiền ở đây á thì ba mẹ phạt con sao không được hết trơn á. Em có thai rồi. Phá đi. Anh nói gì? Anh đã nói rồi, cái chuyện phá thai là bởi vì anh muốn tốt cho em cho nên anh mới làm như vậy. Em có bao giờ để ý tới tâm trạng của anh không? Anh không muốn về, em đi luôn đi. Tôi lờ đi những mùi nước hoa, những vết son môi mà đồng nghiệp anh để lại. Anh tưởng tôi không biết gì hết à? Tôi là con ngu hả? Thôi đi. Mày có mấy cái tiền đó ở dưới quê ba má làm cực khổ gửi lên cho mình ăn học không?
Nhưng mà anh Nhân ảnh khác với những người đàn ông khác. Tao không sao hết trơn á. Không có cái gì khác hết á. Con trai con gái ở với nhau y chang như vợ chồng. Sau này sống có cái chuyện gì thì người hối hận sẽ là mày á.